Duy đã giảm được 20 kg, hiện tại thì đã giảm được 20 kg. Không có ngày nắng, không có ngày mưa và không có ngày chủ nhật, không có ngày thứ bảy. Không kể trời thời tiết nắng hay mưa, và không kể miền Bắc hay miền Nam, không kể Thanh Hóa hay Buôn Mê Thuột hay là Thành phố Hồ Chí Minh, bất kỳ nơi đâu Duy đều chạy. Nếu các bạn muốn làm một cái gì đó hoặc có ý định làm một cái gì đó, hãy làm ngay. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phạm Đình Duy. Hôm nay là ngày thứ 21 Duy hoàn thành 5 km chạy bộ. Cảm giác của ngày thứ 21 thật là tuyệt vời. Rất là khỏe. Cho các bạn một tin vui mà Phạm Đình Duy sau 21 ngày tập luyện, mình đã giảm được 4 kg. Hôm nay là ngày thứ 22. Hôm nay là ngày thứ 23 rồi, mình hoàn thành 5 km chạy bộ. Cảm giác của ngày thứ 23 thật là tuyệt vời. Hôm nay là ngày thứ 24, mình hoàn thành mục tiêu 5 km chạy bộ. Cảm nghĩ của mình suy nghĩ của mình thì về ngày 24 thì mình cảm nhận thấy là mọi thứ trở nên rất là đơn giản và dễ dàng. Điều quan trọng nhất là tần suất lặp lại trong tất cả mọi công việc kinh doanh, giảm cân trong mọi lĩnh vực mình muốn giỏi thì cái điều quan trọng nhất là tần suất lặp lại. Hiện tại Duy đã hoàn thành 24 ngày, cái tần suất lặp lại của Duy là 24 ngày chạy bộ 5 km. Thì đối với Duy là 5 km thì nó rất là dễ. Hiện tại mình đã có hơn 70 điểm bán bánh mì. Bánh mì của mình thương hiệu là Sunrise Kebab ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở chính của Duy đặt bên quận 8. Cái tần suất mở cửa hàng của Duy là Duy đã lặp đi lặp lại rất nhiều, khảo sát mặt bằng, mở cửa hàng, tuyển nhân viên đào tạo lên. Là nếu mà nói thì cái tần suất lặp lại mở cửa hàng của Duy rất là nhiều, nên Duy có thể đánh giá là một người rất có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực kinh doanh chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Và Duy rất mong được giao lưu và kết nối tất cả các anh em bạn bè trên Facebook. Nếu có thể hãy alo cho mình
để mình có thể giao lưu, chia sẻ những kiến thức kinh doanh. Hôm nay là ngày thứ 25 Duy hoàn thành 5 km chạy bộ. Phạm Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.